lúc đấy lại nghe thấy tiếng lạch cạch, nhưng mà lại không nghĩ ra là bọn nó lên. Bây giờ phát hiện ra. Cô xem chắc này chứ còn Bình hay của thằng Kiên đấy. Thằng Kiên bố ơi. Thế là Dình nó nghe, chắc là nó nghe được câu chuyện là bọn con bảo là con cắt chìa khóa trong phòng, xong rồi là nó chỉ đợi là ngày mai đến đây để mà nó vào nó ăn trộm. Thì thôi mình không cất, mình để nguyên hiện trường này để mai Dình nó lên đây cái là mình vào mình cắm súng mình đánh cho nó chết luôn. Ôi giời, thằng Kiên đấy y ngay mà thằng này nó thằng này nó bẹo lắm. Mình mà không làm đây nghĩa cả bố mẹ nó nhà chết dở đấy, nó thì phép thì mình không làm ăn gì được đâu. Kìa kìa, chúng lấy thang kìa. Bắt lấy xem cái thang của thằng nào đó các bạn. Đấy cả thang nhất cả chị đây. Ôi này bố ơi, thằng Kiên với cả là thằng Bình với thằng nào nữa đến đây xong rồi phá hết cái thang lên đây này. Cả chiếc cọc quốc này nó nẹp vào nó ăn trộm mình rồi. Con không biết là nó ăn trộm gì không, nhưng mà là con với cả thằng hai thằng này đang phơi quần áo thì lại lúc đấy lại nghe thấy tiếng lạch cạch, nhưng mà lại không nghĩ ra là bọn nó lên. Bây giờ phát hiện ra. Cô xem chắc này chứ còn Bình hay của thằng Kiên đấy. Cái thằng Kiên bố ơi. Chắc bọn nó rình rình nhá. Đúng chứ, nó rình rình nhá. Này thì chết rồi, này không để ý rồi. Nó cho cả thang lên đây này. Nó còn meo lên tận nhà mình lên đây rồi. Từ nhà hai bố ạ. Bây giờ thử em ạ. Cái này nó bắc thang lên đây rồi. Nó bắc thang lên đây, đây nó té phòng kia. Nó bắc thang nhà mình rồi. Treo cái cổng nó thứ hết này. Không động tại vì không gọi bố. Lúc đấy con gọi bố chứ bố ở nhà rồi. Con chạy xuống con gọi bố rồi nhưng mà bố đi đâu rồi. Chết rồi, chết thật. Thế bỏ cái đôi dép lên để bác cứ bị gầy thích bác ạ. Không đi là chụp gạn nhạy trong để. Hôm qua ấy là chắc chắn là nó biết là con với cả mọi người chuẩn bị đi du lịch nên nó đến nó Dình. Thế là Dình nó nghe, chắc là nó nghe được câu chuyện là bọn con bảo là con cất chìa khóa trong phòng, xong rồi là nó chỉ đợi là ngày mai đến đây để mà nó vào nó ăn trộm. Thì thôi mình không cất, mình để nguyên hiện trường này để mai Dình nó lên đây cái là mình vào mình cắm súng mình đánh cho nó chết luôn. Đúng rồi bác ạ. Nhưng mà sợ để nó luồn lên đi, để thang đây cho nó lại. Thì phải để lên thì nó luồn lên để vào nó bắt đi bác. Mình mang lên thì nó biết là mình biết hết rồi. Phải để như này dạng để nguyên này không có thì mẹ anh này hay là tối phải sang gặp mẹ nó thôi chứ. Ôi bây giờ ấy thì đúng rồi bác ạ. Ông bố ơi, không phải là đâu, mình phải làm nó cái này mình phải. Ông bố ơi, kìa. Ôi giời, thằng Kiên đấy y ngay mà thằng này nó thằng này nó bẹo lắm. Mình mà không làm đây nghĩa cả bố mẹ nó nhà chết dở đấy, nó thì phép thì mình không làm ăn gì được đâu. Kìa kìa, chúng lấy thang kìa. Đào lấy thang nhấc về đi. Bây giờ lấy thang thì chạy xuống mình chặn nhau. Không, cứ từ từ hả? Bác cứ để đi. Nhấc thang xuống. Nhấc thang xuống ấy. Nhấc thang cái gì vậy? Còn đôi dép của nó cơ. Chúng có giống thang gì? Để mai là lên đây chị Dình. Mai là lên đây nhá. Cháu chị em mình sẽ Dình ở đây từ cả ngày mai á, Dình trên đây luôn. Cháu không ngờ anh cháu nó như thế luôn đấy bác ạ. Thằng Kiên với thằng Bình này thằng rất gì đấy. Cái cháu với cả con đi đấy, thằng đấy nó còn bắt theo như nhà mình như này. Không phải thằng người đâu. Đúng là cái thằng Bình. Sao đi? Kể con đi. Ta làm sao ta dựng đấy? Không thể nào ngờ luôn. Thì ra thằng Kiên nhá, hình ảnh đầy đủ rõ ràng nhá. Kiên ơi, mày trốn bằng trời. Bà vừa phải dình đấy chị ạ. Đấy, cần thấu thang ở kia kìa. Bảo là biết ngay là bọn này mà nó có sai đâu, bởi vì chị bảo là rõ ràng cái đôi dép này chị mua thằng Kiên mà, nên chị nhớ. Đúng rồi, dép thằng Kiên đi rồi. Bố mình thấy luôn. Đấy bố ạ. Bởi cứ bị xình nữa. Đúng cái lúc đấy là bọn con lên phố cổ giám, bọn con lại bàn với nhau là mai đi chơi. Này, trong con định cho cả bố đi chơi cùng. Cửa này nhà mình cứ để như này thế là nó đi vèo đây cứ để cửa mở này nó nhặt vèo là thôi. Lúc đấy là Quang lại không khóa cửa bố ạ, thế là nghe thấy rầm một cái. Nhưng mà xem trong này có mất cái gì không? Không có mất cái gì bố ơi, con kiểm tra đầy đủ rồi, chìa khóa xe vẫn còn, may quá. Mai là vẫn còn. Mai chị em mình phục kích ở đây. Không được đi đâu hết. Bọn nó mà đến đây cái là ập vào, bọn nó đem đến đây cái là ập vào đánh luôn, bắt luôn tại trận. Dám bắt thang nhà mình như này thì chết cả rồi. Thôi bây giờ đi xuống rồi nè. Xuống rồi là để thang để thang nhà Dình nó thôi. Thang có để kia kìa. Đâu cứ để dép bố ơi, nhưng mà bố không được làm to mọi chuyện lên nhá. Rồi. Từ giờ đến ngày mai đến lúc cắt nó là bố không được nói gì đâu. Thôi dép cứ để nghiêng lên thôi. Cứ để lên thôi. Xuống mình đi. Bây giờ đi xuống. Nhưng tối bố đừng sang nhà mất cúc nhá, không tối bố sẽ mất cúc ấy.
Xong tối bố cũng theo anh bây giờ đi xuống. Bây giờ lên kế hoạch các bác ạ. Đúng rồi, lên kế hoạch. Đi xuống mình lên kế hoạch xong để ngày mai thì phải tóm sống thằng này. Chứ không tối bố. Cái này thì rất là nguy hiểm. Đúng rồi, chia mình nhau ra. Xong là ấy. Mình cứ ở đây rồi nó lại đi qua đi lại rồi. Giữ nóng cửa rồi giúp. Đấy, xem là kế hoạch thế nào, theo dõi những thứ chi. Theo dõi luôn, ngày mai sẽ theo dõi xem là bọn nó mấy giờ nó sang đây. Dình như là cứ dình, chúng nó biết là mình sẽ đi đây này, đúng rồi, mình dình. Mình cứ dình thôi, mình cứ đấy mình dình thôi. Bây giờ nhá, chẳng như cứ tất cả ở nhà mình nhá. Vâng. Là bây giờ từ bây giờ là mình dình cả khu này, nhà mình có cam rồi, mình quay theo dõi cam. Vâng. Còn khu này xong, nhà mình không quay được thì nhà ngồi ở trên trên tầng hang thì mình để dình nó. Vâng. Cam thì hắn biết là hắn sẽ không đi nơi này đâu bé. Mình lắp cam luôn là nó không đúng nó rồi. Biết đấy. Là nó sẽ thì là cảnh giác ngay. Bắt được ngay thôi. Thằng này nhà nó bẹo cơ, bẹo lắm. Kể cả thằng Bình vậy có. Hai thằng này nó bẹo mình nhiều lắm. Thằng Bình này nó leo trèo như thế mà nhìn cái khuôn mặt nó như thứ cướp phải con đường nó rồi nó ra ngoài là nó đánh trộm anh cùng mình không thể bắt được đâu. Đúng rồi đó. Nhà mình như này nó bẹo thang rồi nó bẹo đủ hình của tôi này. Vâng. Thế nên là tất cả mọi người như thế còn không có thì bác phải đi xem đó. Xem bên bình mò bên nhà. Không phải bình mò nó đâu. Không thể gì cả. Để yên cứ ngày mai nó lên một cái. Tất nhiên nó sẽ chùa rồi. Nó chùa rồi này bố ạ. Chứ mình mà bây giờ mình đánh động một cái là cảnh sát nó phải xem không. Thằng này hai thằng này hơi to gan đấy, to gan nhưng mà cưa cổng trong bây giờ có bét thép nhà mình. Cổng nhà mình cưa bố lắm mà người không bố. Có lắm rồi. Cổng chúng ta xem là cổng cổng được chưa? Đấy cổng nhà bố. Chia xem xem nào. Bây giờ bố Hàn xong rồi đây à? Đấy, bác Hàn hết rồi chị. Ừ, Hàn hết rồi bây rồi. Đấy, phải Hàn vào chứ không là nó hỏng hết cổng. Không mỗi cổng thôi mà chúng nó nhấc hết vào ra nó làm hỏng mấy cổng. Bác thì sửa mãi mới được đấy chị ạ. Cổng như này mà nó có đến được đây nó cưa vào máy camera ngược xuôi sao? Bọn này nó rất rất nhiều mẹ đấy. Tí chúng rửa đi nhá. Vâng. Rửa cái ô tô đi. Hôm qua chúng nó với hôm qua chúng nó ném ném đá ném đùm vào cái thứ đấy. Đúng rồi, rất nhiều mẹ mà chị em mày ở nhà không lý đấy. Tôn như thế nó kêu cạnh cũng không lý cái gì cả. Với con này nó đeo vào tận nhà luôn. Con này tưởng mẹ cái thằng Bình nó nhìn cái khuôn mặt nó thì biết mẹ mày thương cướp ở đâu về. Mẹ thằng Kim thuê đi chào anh. Đúng kiểu thương cướp. Không khác gì thương cướp. Quá thế nhá. Này. Con trộm cắp. Vâng. Cứ đúng rồi, khóa cửa, khóa chia xe vào đi. Lấy xích đi. Dạ. Chắc là vừa lấy khóa ra này, nó khóa chuồng chó đúng không? Vâng, lấy khóa chuồng chó xong. Đừng có khóa chuồng chó, chuồng chó cho chó chạy đi đâu thì chạy. Đúng rồi. Cứ chó thả ra không được. Ra ngoài. Chứ không cái tướng trộm cắp này nó sang ấy. Thì sao luôn. Bây giờ đi vào nhà em rồi. Vào nhà để dân có khi là có nó lại chạy sang. Đúng rồi, bây giờ phải đi dình thôi. Dình cho bố, để bố đi nèm ra. Vâng. Bác đi làm đi ạ, để bọn cháu xem là bọn cháu dình là thi chạy thay nhau mà dình. Vâng.